Em xin phép chào cô chú và anh chị, và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube Gốm Nhật Xuân Lãng nha anh chị. Và những cái dòng sản phẩm bên lên em lên, anh chị thích yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin lên trên kỳ chuyển chị qua Zalo bên em là 0913 nha anh chị, 330469. Rồi và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ cái kênh YouTube này nha anh chị. Lại là bên em là ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ nha. Bên Zalo bên em là với là số điện thoại 0913 nha anh chị, 330469. Rồi và em xin cảm ơn chị. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái dĩa anh chị. Dĩa này là dĩa Imari nha anh chị, Imari. Dĩa này là một cái dĩa trân Imari nha anh chị, và họa tiết hoa nổi rất là đẹp luôn. Anh chị cái này là vẽ chim trĩ hay là con cổ? Chim trĩ nha anh chị, cái này là vẽ chim trĩ nha. Và họa tiết anh chị, nói chung là cái này là xúc 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 đây. Con bỏ nó nằm xuống đi. Còn cái nách đó, nằm xuống ngang ngó đây được. Cái nách nè. Rồi. Dĩa này là viền vàng nha chị, dĩa này là viền vàng. Thấy chưa? Cái nách á, cái nách đó, chủ yếu là quan trọng là cái nách. Thấy chưa? Bể đó nè. Tự nhiên vậy trời. Ủa, cái nào có nếp. Cái này là đường kính là 37 nha anh chị. Dĩa này đường kính 37 và cao của dĩa này là 5. Sạn ra luôn nha. Đường kính 37 nha anh chị, và cao của dĩa này là 5 anh chị. Cao dĩa này 5 nha. Đó, cao dĩa là 5. Cao dĩa là không đó, lên cái này từ từ lên cái đó. Cao là 5 anh chị ơi. Xuất sắc đẹp luôn. Cái dĩa này là gọi là xuất sắc nha anh chị, xuất sắc luôn. Cái này là có truyền nha chị, phần này nó hơi bẩn một xíu thôi nha anh chị. Hơi bẩn một xíu thôi. Đấy. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là một triệu bảy trăm k cái dĩa Imari này nha anh chị. U23 1.700.000, anh chị chốt giùm em mã U23 U23 nha anh chị, 1.700.000. Thảo màu màu nha chưa. Rồi em lên một cái bộ trà lá phong anh chị, một bộ trà lá phong. Nướng xanh. Bộ này là bộ trà lá phong này, em có tổng là 8 ly nha anh chị, cộng tổng là 8 ly. Một cái bình này là dòng Cutani. Cutani nha anh chị. Và lọc tổ âm. Cutani anh chị, lọc tổ âm nha. Đây anh chị, lọc tổ âm. Dung tích bình này là 500ml. Dung tích của bình này 500ml nha anh chị đấy. Và cái này là cũng chưa qua sử dụng anh chị, lọc cái này là lọc vuông nha anh chị, lọc vuông nha. Và em báo anh chị là trong 8 chiếc ly này có một chiếc ly nó bị sờ một xíu dưới này nha anh chị. Nói chung cũng không ảnh hưởng gì hết, rất là đẹp sang trọng, cũng không ảnh hưởng gì hết nha anh chị ấy. Và mới, rất là mới luôn. Miệng ly là 8 và cao ly là 7. Miệng ly là miệng ly là 8, cao là 7 nha anh chị. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với bộ này bán cho anh chị với giá là bộ này bán cho anh chị 800k. Bộ này là 800k nha anh chị, 800k. U24. Chốt cho em mã U24. U24 nha anh chị, mã U24.
mã U24 800k. Em lên một cái này anh chị, một cái bộ trà siêu xuất sắc luôn. Bộ này anh chị, bộ này là một cái bộ Âu nha anh chị, thời trang rất là sang trọng anh chị. Lọc lỗ nha anh chị, cái này trong này là lọc lỗ nha. Lọc lỗ. Một bình trà. Một tấn nha anh chị, một bình trà, một cái xin lỗi, một cái một bình trà. Một hũ nha anh chị, một cái hũ và một cái rốt nha anh chị, một cái rốt. Cái này là có truyền nha anh chị, cái này là Âu nha anh chị, dòng Âu nha. Một cái hãng thời trang rất là sang trọng. Được rồi, đóng dĩa rồi. Bình trà này là dòng khoảng chừng bình này là khoảng chừng 1,5 lít nha chị. Nói chung là tầm dưới 1,5 lít, khoảng dưới 1,5 lít nha chị. Nói chung là hoa nó xuất sắc đẹp luôn anh chị, hoa xuất sắc đẹp luôn nha. Đó, một hãng thời trang của gì con? Cái gì anh gì ri? Ingui nha anh chị, Ingui nha. Trong hàng Âu nha anh chị đấy. Và anh chị nhìn cái này, nhìn cái dưới chân là lưới nha anh chị, lưới ba. Và xung quanh là vẽ vàng nha anh chị. Nói chung là rất là sang trọng đẹp luôn. Rồi bộ này anh chị em có là gọi là anh chị, bộ này có 6 set nha. Và đó là sang trọng xuất sắc anh chị, sang trọng xuất sắc luôn. Cái này là một hãng thời trang của Âu nha chị. Bộ này là một bình nha chị, một bình một rốt một cái tấm nha chị, một bình một rốt một tấm nha, một bình một rốt một tấm. Dưới đây là chân lưới nha anh chị. Và cái men của nó rất là đẹp luôn nha anh chị, bóng trắng luôn nha. Bây giờ em sẽ đo cái miệng nha anh chị. Miệng xin lỗi, dĩa nha. Dĩa này là đường kính là 15.5 và cao là 2. 15.5 nha anh chị, cao là 2 nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị là quá được. Rồi bộ này bán cho anh chị với giá là 3.700.000. Bộ này là 3.700.000 nha anh chị, 3.700.000. Siêu xuất sắc luôn. Một bịch nó tổng là 15 món nha anh chị, tổng là 15 món nha. 3.700.000 chốt giùm em.
mã U25 nha chị, mã U25 đấy, U25 3.700.000 nói chung là cái còn mới nha chị, còn phôn hộp luôn nha. Còn phôn hộp luôn nha anh chị, còn phôn hộp luôn nha. Rồi 3.700.000 chốt giùm em mã U25 anh chị, mã U25. Anh nhìn chị nhìn cái anh chị nhìn cái miệng bình nè. Rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là đẹp. Cái này sang trọng luôn. U 25 3.700.000 anh chị đó, cái lọc của chị quá sang trọng anh chị, quá sang trọng bộ này luôn. Chuyện ký đầy đủ nha anh chị, cái này là một cái kiểu như anh chị, cái này là một hàng Âu mà kiểu như là nó là một cái hàng mà kiểu như là hàng gì ta, trưng bày nha anh chị, cái này là hàng trưng bày decor nha, rất là đẹp luôn. Phấm chưa? Rồi 3.700.000 bộ này siêu xuất sắc luôn. U25 con để cái nắp riêng luôn nha, để cái nắp một lọt nha. Trưng đẹp lắm anh chị, trưng rất là sang trọng luôn. Cái này là chén mộc anh chị, cái này là chén mộc nha, dòng xanh Canadon, 4 chiếc 5 chiếc 6 chiếc 7 chiếc nha anh chị, cái này em có 7 chiếc nha anh chị. Cái này là dòng men đá nha anh chị, men đá men tiêu nha anh chị, dòng men đá men tiêu, đường kính miệng là 11.5 và cao là 5.5 nha chị. Mấy cái bộ này là tận rồi, sang trọng ha. Quá đẹp ha. 2 4 6 7 chiếc nha chị. Bộ này em có 7 chiếc. Còn lót hay còn lót lại cho để nói nha. Lót lại. Rồi bộ này em có 7 chiếc anh chị. 7 chiếc này em bán cho anh chị là 7 chiếc này 200k nha chị, 200k. 200k 7 chiếc nha anh chị đấy. Dòng này là xanh Canadon, sang trọng rất đẹp nha anh chị, sang trọng rất đẹp. 7 chiếc. Chiếc 200k. Chốt giùm em mã U26. Mã U26 nha anh chị. Mã U26 chủ yếu là cái nắp đó. Còn đó em xem. U26 anh chị, 7 chiếc 200k mã U26. Cái này anh chị, do nó là một cái vòng men ve chai nha anh chị, và cốt này phía sau là cốt men tiêu, mà cái này là nặng nha anh chị chứ không phải là nhẹ nha. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là dễ thương nè. Mà cái này bằng thạch cao nha anh chị, bằng thạch cao. Đó, cái này là ngựa nha anh chị, ngựa bằng thạch cao nha. Rồi cái này em bán cho anh chị 70k. Bằng thạch cao ngựa nha anh chị, mà rất là đẹp luôn. Đứng trên hình một cái trái tim nha anh chị, hồng, màu hồng nha. Cũng có truyện ký đầy đủ anh chị, có truyện ký đầy đủ luôn. Rồi 70k chốt giùm em. 70k chốt giùm em.
mã U27. U27 nha anh chị, U27. 70k U27. Ở cái này nó có một cái miếng gỗ này nữa nha anh chị, món một cái nước này nữa nha. Rồi em lên một cái khay bánh mứt nha chị, một khay bánh mứt. Đấy, một cái khay bánh mứt nha chị, bằng sứ nha, dưới chân cũng bằng sứ anh chị, dưới chân cũng bằng sứ. Dưới chân nó cũng bằng sứ nha chị. Cái này là không có truyền nha, không có truyền. Sang trọng anh chị đấy. Một cái hình trái tim. Tốt mà có cái này. À, anh chị mới nha, anh chị cũng là cũng quay được nha anh chị, rất là đẹp luôn nha. Đó, được là 1 2, à, cái này chị 5 hình trái tim anh chị, sang trọng luôn, sang trọng nha anh chị, để lên được nha. Rồi quay cái bông ra ngoài. Rồi em sẽ đo đường kính nha anh chị, sang trọng lắm, rất là sang trọng luôn. Đường kính này là 36 anh chị. Đường kính của cái quả này 36 và cao của quả này là 28 nha anh chị, 36 và cao là 28. Đấy. Siêu xuất sắc luôn nha anh chị, siêu xuất sắc luôn. Rồi cái quả này em bán cho anh chị với giá là 1.700.000. 1.700.000 nha anh chị, 1.700.000 quả này. Sang rất là sang, bình sứ toàn bộ nha anh chị, hàng đặc co rất là sang trọng luôn. Đấy anh chị đó, một tuần. Đấy, 1.700.000 nha anh chị, cái này là khay mứt nha anh chị, khay mứt. 1.700.000 chốt giùm em mã U28. Mã U28 nha anh chị. Mình rượu không lên á. Cho mẹ cái con ấy á. Cái con mèo kêu lên nhẹ nhàng mà bà cháu nịt cho bà lên thiệt. Rồi em lên chiếc này cũng khoảng tủ cho để đâu. Tủ này được không? Cái bộ đó, cái bộ trà đã nửa nước lên, có khách chốt rồi đó. Bộ trà bảo bằng bên cẩn thận nha, bộ đó khách chốt mẻ nó công. Còn không mà bỏ vô cái chỗ đời xanh của ban cho nè. Đỡ vô đừng có ép vô không thấy chút nữa bộ đó mẹ lấy ra đó, công bỏ vô. Rồi em lên cái này anh chị, em lên cái một cái quả anh chị, quả cái này là này là một con cong nha anh chị, một con cong để những trái cây anh chị, để trái cây. Viền là viền vàng nha anh chị, con cong này là viền vàng nha. Họa tiết trong này là nhìn sang trọng luôn. Trời ơi sao con bỏ rồi ra cha nó đi. Đẩy lên phía trên. Rồi. Con cong này là đường kính là 38 nha anh chị, và cao của con này là 28, dài là 38 nha anh chị, cao của cong là 28. Và cái này anh chị là để trái cây là rất là sang trọng anh chị, rất là sang trọng luôn. Đó. Vàng nha anh chị, cái này là vàng hết toàn bộ nha. Vàng hết toàn bộ rồi, cái này em bán cho anh chị với giá là 1.400.000.
Rồi 1.350.000. 1.350.000. Chốt giùm em mã U29 nha anh chị, mã U29. 1.300.000 mã U29. Mã U29 nha anh chị, 1.350.000 mã U29, siêu xuất sắc. Rồi em lên cái này anh chị, à cái này là khay ngũ sắc vàng nha anh chị, khay ngũ sắc vàng. Bộ này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc sang trọng luôn. Đường kính là 10 và cao là 5.5. Đường kính là 10 nha anh chị, cao là 5.5 nha. Rồi bộ này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 370.000. Ngũ sắc vàng nha anh chị, sang trọng nha, 370.000. Chốt cho em mã U30 nha anh chị, U30. U30 nha anh chị, U30, 5 chiếc nha anh chị. U30. Quá xong. Rồi em lên một lúc là anh chị, cái này là men chuông nha anh chị, men chuông anh chị, men chuông nha, một mà lại men chuông anh chị, những cái dòng men chuông rất là vip nha anh chị, nói vậy mà rất là vip nha. Rồi cái chén này đường kính là 12.5, 13 cao là 9. Còn cái chiếc này là 13, cao là 8, 17, cao là 6 anh chị, đó có 3 chiếc nha. To đó, những cái dòng men chuông anh chị, những cái dòng men chuông là những cái dòng VIP nha anh chị, rất là VIP luôn nha. Rồi 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 180.000. Mỗi chiếc này chỉ có 60.000 thôi nha anh chị, 180.000. Riêng một chiếc này là em bán nằm với giá là anh chị, em gộp là em bán là 180.000 cho một cái chiếc này, em bán là 90.000, 100.000 rồi. Em gộp là em bán nha anh chị 180.000 ba chiếc men chuông nha anh chị, men chuông U31 nha anh chị, U31. Rồi em lên cái này anh chị, cái này anh chị để làm cái dầm trà nè. Một cái dầm trà nha anh chị, một cái dầm trà. Hiếm lắm, thật tình mấy cái này rất là hiếm anh chị. Làm cái dầm trà sang trọng ngũ sắc, nằm trong cái bộ ngũ sắc là ok nha anh chị. Đường kính là 10, xin lỗi, đường kính là 29 và cao là 3.5. Đường kính là 29 nha anh chị, cao là 3.5 nha. Rồi một cái khay này em bán cho anh chị 420. Khay này em bán cho anh chị với giá là 420.000. Không có chuyện nha anh chị, mà rất là sang trọng nha, 420.000 cái khay này. Anh chị rất là hiếm nha anh chị, cốt nặng nha. Mà nó được cái là nó bằng anh chị để bộ trà lên là rất là đẹp luôn. 420.000 chốt giùm em mã U32. Hình mẹ U30 nhiều cốt rồi. Hình 4. Hả? U32 nha anh chị, U32 420.000. Rồi em lên hai cái khay anh chị, hai khay. Chưa đang ngủ nó cứ theo rồi đó. Đường kính là 26 và ngang là 16 anh chị. Đường kính 26, ngang 16. Bộ này đẹp, rất là đẹp luôn. Cái này là men đá nha anh chị. Rồi, cặp này bán cho anh chị 100.000 đi. Một cặp này là 100.000. Chốt giùm em mã U33. Đường kính là 26 mày đo rồi. Ngang là 10, 18, xin lỗi. 20,
26, ngang là 16, 100k. 2 chiếc nha chị, 100k 2 chiếc. Chốt giùm em mã U33. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.